mỗi độ Tết đến xuân về, nổi bật giữa bức tranh sơn thủy hữu tình của mùa xuân quê hương Sơn La, có một dáng đào lại bung nở đỏ thắm. Đó là cây đào mọc bên ngách Xà Lim, nhà ngục Sơn La, được người chiến sĩ Cộng sản Trung Kiên Tô Hiệu ươm mầm sống, như một nhân chứng lịch sử về tấm gương lạc quan, kiên cường, dũng cảm, chọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc. Tô Hiệu là ai mà được đặt tên cho hàng chục con đường ở các thành phố, nông trường, thị xã, các trường học trong cả nước mang tên ông? Tô Hiệu, người chiến sĩ Cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, người đã dấn thân kiên định với con đường mình lựa chọn. Làng Xuân Cầu, một ngày đầu năm, những cánh đào còn đang nở rộ. Làng quê có lịch sử trên 2.000 năm, nằm trong không gian trải dài trên hữu ngạn của sông Nghĩa Trụ thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi có truyền thống khoa bảng và yêu nước, nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Xuân Cầu là một trong 20 làng được công nhận làng văn hiến vì có trên 10 người đỗ đại khoa. Nơi sinh ra những nhà cách mạng nổi tiếng trên cả nước như các đồng chí Tô Chấn, Lê Văn Lương, Lê Giản, Tô Quang Đầu, những danh nhân văn hóa như danh họa Tô Ngọc Vân, nhà văn hiện thực Nguyễn Công Hoan. Cũng trên mảnh đất này, đồng chí Tô Hiệu đã cất tiếng khóc chào đời năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước. Xưa kia, cụ nội của Tô Hiệu là cụ Đốc Nam Tô Ngọc Nữ. Cụ là trưởng họ đời thứ 8, không những là người tài giỏi đỗ đạt cao, mà còn là một nhà giáo dục nổi tiếng, một vị học quan liêm chính, có ảnh hưởng sâu sắc đến con cháu, trong đó có Tô Hiệu. Nhưng dòng máu làm cách mạng của gia đình lại từ bên ngoài truyền sang cho con cháu nhà họ Tô. Những mẩu chuyện mà mẹ của Tô Hiệu là bà Ngô Thị Lý kể lại cho các con nghe về tướng quân Ngô Quang Huy, cha của bà, một trong những lãnh đạo chủ chốt của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lừng lẫy trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối thế kỷ 19, đã ươm mầm, gieo vào lòng các con tình yêu quê hương, đất nước từ khi còn rất sớm. Hai cụ đã sinh ra 5 người con. Người con cả là cụ Tô Tu, là ông cụ thân sinh cho tôi. Cụ Tô Chấn là một nhà cách mạng nổi tiếng, và người em út trong gia đình là chú tôi là Tô Hiệu, là đời thứ 11. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm mình không chỉ tự hào mà mình phải phát huy truyền thống của dòng họ Tô chúng tôi, là trọng nhân nghĩa, trọng tri thức. Cha của Tô Hiệu mất sớm năm anh lên 3 tuổi. Một mình bà gánh vác gia đình cùng con trai cả và nuôi dạy các con theo truyền thống của hai bên nội ngoại. Năm lên 11 tuổi, Tô Hiệu được gia đình cho đi học tại trường Pháp Việt ở Hải Dương. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lập ra tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, gọi tắt là Hội Thanh niên. Hội Thanh niên có điều lệ chặt chẽ và phương thức hoạt động giống như một đảng. Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp đào tạo, huấn luyện cách mạng cho các hội viên Hội Thanh niên tại Trung Quốc và cử họ về xây dựng cơ sở. Báo Thanh niên, tác phẩm Đường Cách mệnh hay Nhật ký Chìm tàu được bí mật gửi về nước nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân. Năm 14 tuổi, Tô Hiệu đã có hành động yêu nước bằng việc tham gia phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh. Tô Hiệu bị nhà trường đuổi học vì tham gia vào phong trào đó, nhưng tinh thần yêu nước đã in đậm trong tâm hồn anh. Đó là bước chuyển thứ nhất, một bước chuyển hoàn toàn tự nhiên của tất cả những người Việt Nam yêu nước. Năm 1927, Tô Hiệu lên Hà Nội và vào học cao đẳng tiểu học. Thời gian đó, phong trào yêu nước và cách mạng ở đây chuyển mình mạnh mẽ. Tại Hà Nội,
chịu ảnh hưởng của cuộc vận động cách mạng dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với các hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và các tổ chức yêu nước theo xu hướng khác đã và đang hình thành. Thực dân Pháp và tay sai lo sợ, tìm cách ngăn cấm. Nhiều cuộc bãi công, bãi khóa, bãi thị phản đối nổ ra khắp nơi trên cả nước. Là một người nhạy cảm với cách mạng, Tô Hiệu đã bị tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ. Năm 1929, Tô Hiệu cùng với em họ là Tô Dĩ, tức Lê Giản, học ở Hà Nội, đã được kết nạp vào tổ chức Học sinh đoàn. Một tổ chức thanh niên học sinh do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng lãnh đạo, sau trở thành Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí Lê Giản viết: "Chúng tôi hăng hái tham gia viết bài cho báo và tuyên truyền, cổ động cho nhiều người đọc báo hội hoặc xin tham gia vào hội. Ngoài nhiệm vụ học tập, chúng tôi đi tuyên truyền kết nạp người vào các đoàn thể quần chúng, đi dự meeting, biểu tình, phát truyền đơn, treo cờ, răng biểu ngữ, dán áp phích vào những dịp ngày lễ hội hay kỷ niệm của Đảng như Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm Cách mạng tháng 10. Càng tham gia sâu rộng, Tô Hiệu càng hiểu hơn hai từ độc lập. Anh khao khát giành lại độc lập cho dân tộc và giải phóng cho người Việt Nam thoát khỏi hai tầng lớp áp bức của thực dân và phong kiến. Đây là bước chuyển thứ hai của Tô Hiệu trên con đường hoạt động yêu nước khi bắt đầu bước vào tuổi thanh niên. Năm 1930, sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Nguyễn Thái Học và các lãnh đạo cốt cán của Quốc dân Đảng bị bắt và bị tử hình. Việt Nam Quốc dân Đảng bị đế quốc Pháp khủng bố trắng rất dã man. Những người trong xóm Xuân Cầu tham gia ở Hà Nội cũng bị theo dõi và bị bắt bớ. Cuối tháng 2 năm 1930, Tô Chấn, anh ruột Tô Hiệu, với tư cách là bí thư xứ ủy của Việt Nam Quốc dân Đảng ở Nam Kỳ, từ Sài Gòn ra Hà Nội họp với các thành viên còn lại của Việt Nam Quốc dân Đảng, bàn việc củng cố đội ngũ của Đảng sau khi Nguyễn Thái Học và nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng đã bị Pháp bắt. Theo lời khuyên của anh trai, Tô Hiệu vào Sài Gòn tiếp tục hoạt động cách mạng và tránh sự bắt bớ của Pháp. Đây là bước chuyển thứ ba rất quyết liệt và nhanh chóng của Tô Hiệu. Ngày 25 tháng 8 năm 1930, Tô Hiệu bị mật thám theo dõi, bắt giam và kết án 4 năm tù đầy ra Côn Đảo. Trong quá khứ, Côn Đảo từng được biết đến là một địa ngục trần gian. Máu của những người Việt Nam yêu nước đã hy sinh thấm đẫm trên từng thớ đất của huyện đảo. Tại Banh 1, nhà tù Côn Đảo, nơi giam giữ những người tù mà kẻ địch coi là nguy hiểm, nơi điển hình cho những hình phạt man dợ. Trong nơi ngục tù đen tối này, phía sau những song sắt là lòng căm thù giặc sôi sục. Trong sự đọa đầy khốn cùng đó, những người cộng sản phải tự quyết định vận mệnh của mình, hoặc chịu chết mòn mỏi, hoặc là đấu tranh để sống, trở về và tiếp tục hoạt động cách mạng. Tô Hiệu bị giam chung cùng với những người cộng sản đàn anh như Nguyễn Hới, Tôn Đức Thắng, Tống Văn Chân. Nhận thấy những người cộng sản hoạt động có tổ chức, có đoàn thể, giúp đỡ nhau, giác ngộ, giáo dục quần chúng đấu tranh chứ không nằm im chịu chết, Tô Hiệu rất cảm kích và khâm phục những đảng viên cộng sản và gần gũi hơn với những người cộng sản. Trong cái nhà tù Côn Đảo thì cái nơi mà khủng khiếp nhất đấy là ở Banh 1. Nhưng mà trong ở Banh 1 thì cái nơi mà tàn bạo nhất thì lại chính ở cái hầm xay lúa. Thì đồng chí Tô Hiệu bị giam ở Banh 1 và cũng là người bị giam ở cái hầm xay lúa và chịu đựng cái sự tàn bạo, tàn khốc nhất của cái nhà tù Côn Đảo ở nơi đây. Tiếng cối xay lúa dưới tầng hầm của nhà tù Côn Đảo giờ đây vẫn ám ảnh tâm trí của những người chiến sĩ cộng sản. Do bị lộ khi tham gia tổ chức đóng bè vượt ngục, Tô Hiệu đã bị phạt giam xuống hầm xay lúa.
Ở nơi hầm tối, người ngục tù phải đeo xiềng suốt ngày đêm, làm việc và hít bụi. Bụi chấu bắn vào mắt, bám vào hai lá phổi, khiến Tô Hiệp bị ho lao nặng. Không khuất phục, Tô Hiệu đã biến những ngày tháng đọa đày ở ngục tù Côn Đảo thành cơ hội để trau dồi kiến thức lý luận và phương pháp hoạt động cách mạng. Anh trai Tô Chấn cũng bị bắt và bị kết án chung thân, đẩy ra Côn Đảo sau khi mưu sát toàn quyền Đông Dương không thành. Cuối năm 1932, hai anh em đồng chí Tô Hiệu đã trở thành những người cộng sản ở nơi tăm tối nhất của nhà tù đế quốc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm đó, Tô Hiệu mới 20 tuổi. Từ trong ngục tù, hai anh em họ Tô trở thành những người cộng sản chân chính. Cùn sắt không giữ nổi những linh hồn bất tử, xà lim không giam nổi ý chí quật cường. Và rồi, chính nơi địa ngục trần gian này đã trở thành trường học cách mạng, tôi luyện ý chí chiến đấu sắt son của hàng ngàn chiến sĩ. Đây là bước đệm để Tô Hiệu tiếp tục con đường cách mạng của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Từ một người yêu nước chân chính, trở thành chiến sĩ cộng sản mẫu mực. Ngày 4 tháng 8 năm 1934, Tô Hiệu được ra tù trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Khi anh ở Côn Đảo về, mẹ đã già yếu lắm. Anh không hề khóc trước mặt kẻ thù bao giờ. Nhưng khi gặp lại mẹ, anh lại khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau của người cộng sản khi hứng chịu đòn roi hành hạ, dày vò thân xác cũng không đau khổ bằng việc nhìn thấy người mẹ già, mắt đã nhòa đi vì nhớ thương con. Căn nhà nơi anh ở tại làng Xuân Cầu vẫn còn đó. Ngôi nhà ba gian giờ đã trở thành di tích lịch sử quốc gia. Đây là cơ sở cách mạng mà bà Ngô Thị Lý, mẹ của anh, đã nuôi dấu, là nơi đi lại của các đồng chí ở Trung ương và xứ ủy như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Tử Bình, Trần Huy Liệu trong khoảng thời gian sau khi Tô Hiệu từ Côn Đảo trở về. Thời gian Tô Hiệu ở quê nhà, anh đã khéo léo lập ra nhiều tổ chức thân hữu như hội bóng chuyền, hội đánh cờ, vận động nhiều thanh niên, thiếu niên tham gia các sinh hoạt thể dục, thể thao, học văn hóa. Tô Hiệu tổ chức một lớp học dạy chữ quốc ngữ, trong đó có một lớp do đồng chí giảng dạy trực tiếp tại đền thờ Quan Công trong vườn của nhà mình. Đỉnh cao của việc tập hợp quần chúng, nâng cao dân trí và giác ngộ lòng yêu nước trong nhân dân là việc đồng chí vận động dân làng xây trường tiểu học kiêm bị Xuân Cầu. Đây là một sự kiện chấn hưng văn hóa có tiếng vang lớn, khiến cho viên công sứ người Pháp, quan đầu tỉnh của Bắc Ninh phải đến tham dự, mặc dù biết những người cộng sản đứng sau sự kiện này. Đến nay, trong tâm trí người dân làng Xuân Cầu vẫn còn khắc sâu câu khẩu hiệu: kẻ góp của, người góp công, mong sao trường học chóng xong, tinh thần đoàn kết muôn năm. Nhờ có trường học này mà hàng chục, hàng trăm học sinh trong vùng lần đầu tiên được cắp sách đến trường. Sau cách mạng tháng 8, trường học này được đổi tên thành Tô Hiệu Học Đường, và nay là trường tiểu học Tô Hiệu. Sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, cách mạng bước vào giai đoạn thoái trào. Nhiều vùng không còn cơ sở cách mạng, hầu hết các đồng chí lãnh đạo của Đảng đều đã bị bắt giữ. Nhận thấy việc khôi phục lại xứ ủy Bắc Kỳ là rất cần thiết, đồng chí đã nhanh chóng gặp gỡ, chắp nối, bắt liên lạc với các tổ chức Đảng, các đồng chí từ nước ngoài và các đồng chí trong nhà tù Côn Đảo và Sơn La được ra tù trở về Hà Nội, như đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Văn Cử và nhiều đồng chí khác. Tháng 5 năm 1937, đồng chí Tô Hiệu đã tổ chức hội nghị thành lập xứ ủy Bắc Kỳ thành công. Hội nghị diễn ra tại căn gác tầng 2 trong căn nhà của Tô Hiệu thuê ở phố Hàng Bột. Tham gia hội nghị gồm các đồng chí Hoàng Văn Nọn, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh, Tô Hiệu,
Lương Khánh Thiện, Trần Quý Kiên. Tại hội nghị đã cử đồng chí Tô Hiệu là ủy viên Ban Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 11 năm 1937, đồng chí Tô Hiệu tiếp tục được giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị thành lập Liên xứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ. Với vai trò là ủy viên Ban Thường vụ Liên xứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, đồng chí đã góp công lớn vào việc đánh dấu sự khôi phục cơ quan lãnh đạo Đảng, đẩy mạnh các phong trào hoạt động của Đảng tới nhân dân. Là người hoạt động tích cực, cuối năm 1937 đến đầu năm 1938, đồng chí Tô Hiệu lao ngay vào vận động phong trào, xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng tổ chức Đảng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Đồng chí đã thức tỉnh, giác ngộ nhiều thanh niên yêu nước trở thành nòng cốt của Đảng ở địa phương, mở tầm nhìn của họ ra khỏi lũy tre làng, gỡ cho họ bao suy nghĩ mông lung, vạch cho họ hướng mới, hướng đi theo Đảng. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, đồng chí Tô Hiệu đã cùng xứ ủy, lãnh đạo tổ chức cuộc meeting Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Cuộc meeting có hàng vạn người tham gia nhằm biểu dương lực lượng giai cấp công nhân. Hàng trăm người dân Xuân Cầu đã đi bộ từ quê tham gia cuộc meeting này. Tháng 2 năm 1939, đồng chí Tô Hiệu được Trung ương phân công phụ trách khu B, bao gồm các tỉnh Duyên Hải, Bắc Kỳ, Hải Dương, Hưng Yên và đặc trách Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Thời điểm đó, tình hình chính trị nước Pháp có nhiều diễn biến phức tạp và phong trào dân chủ đang bị kẻ thù tấn công. Hải Phòng, thành phố có cảng biển lớn nhất miền Bắc, là cửa khẩu giao lưu quốc tế, là trung tâm kỹ nghệ lớn có đội ngũ công nhân đông đảo. Một trong những cái nôi sản sinh ra giai cấp công nhân Việt Nam và luôn là trung tâm phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ở Hải Phòng, những hành động khủng bố phong trào dân chủ diễn ra ở mức độ ngày càng tăng. Tình hình các nhà máy đang nổi lên về vấn đề lương không tăng, giá cả tăng vọt, đời sống của người thợ và gia đình công nhân vô cùng khó khăn. Mặc dù ở trong trụ sở bí mật, nhưng đồng chí vẫn hoạt động và nắm bắt được tình hình thực tế bên ngoài. Đồng chí khuyên anh em công nhân phải đứng lên đấu tranh, giành lại quyền lợi của mình bằng cách tiến hành bãi công, đưa yêu sách chống lại thủ đoạn của địch, đòi cải thiện việc làm và đối xử công bằng giữa những người lao động. Để biểu thị sức mạnh của quần chúng lao động thành phố, Tô Hiệu và Thành ủy Hải Phòng chủ trương tổ chức quần chúng biểu tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Hải Phòng đã nộp ra 4 cuộc biểu tình có từ 500 đến 1.000 người, bao gồm công nhân, tiểu thương, dân nghèo thành thị tham gia, phản đối tăng thuế, đòi giảm thuế cho người nghèo, đòi tự do lập hội, đoàn kết với công nhân bãi công. Trong hàng loạt các cuộc bãi công, biểu tình, phải kể đến cuộc đấu tranh đòi tăng lương của công nhân nhà máy tơ, kéo dài từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 năm 1939, do đồng chí Tô Hiệu trực tiếp chỉ đạo. Chỉ tính đến tháng 8 năm 1939, dưới sự lãnh đạo của Tô Hiệu và các đồng chí trong thành ủy, trên địa bàn Hải Phòng đã nổ ra hơn 30 cuộc đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tô Hiệu, Đảng bộ Hải Phòng có thêm những kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở đảng, cơ sở cách mạng, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. Trong báo cáo gửi Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1939, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá cuộc đấu tranh này là có tổ chức và kỷ luật. Báo Bạn Dân ra ngày 21 tháng 6 năm 1939 khẳng định cuộc đấu tranh kiên quyết nhất, có kỷ luật, có tổ chức, có giác ngộ giai cấp. Đồng chí Tô Hiệu là một những đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng, là một cái phong lãnh đạo phong trào cách mạng thành phố Hải Phòng, có đóng góp rất sức là quan trọng trong một thời điểm vừa đẩy đến cái cuộc cao trào đấu tranh cách mạng, nhưng đồng thời cũng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược. Thành phố Hải Phòng đã được một số đồng chí rất là kính phục đồng chí Tô Hiệu, gọi là thành phố Tô Hiệu, tức là thành Tô đấy. Thành Tô, cái tên quen thuộc luôn nhắc nhớ về một con người, một đồng chí bí thư thành ủy có nhiều cống hiến to lớn với Hải Phòng, đồng chí Tô Hiệu. Trường Đảng Tô Hiệu, nay là trường chính trị Tô Hiệu, mang tên ông,
là nơi đào tạo ra lớp lớp các thế hệ cách mạng sau này, còn ghi dấu tên ông như một bước ngoặt lịch sử quan trọng của thành phố Hải Phòng. Trường Chính trị Tô Hiệu đang tiếp bước truyền thống của cha anh, phát huy tinh thần Tô Hiệu, tiếp tục xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu, người cộng sản kiên trung, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Năm 1908, thực dân Pháp đã cho xây một nhà ngục ở Sơn La để giam cầm các chiến sĩ yêu nước Việt Nam, với âm mưu đánh gục họ về ý chí và thể xác. Nhà ngục Sơn La được ví như chiếc quan tài mở mắt, chỉ chờ tù nhân tắt thở đem chôn. Từ năm 1930 đến năm 1944, đã có 1.007 tù nhân cộng sản bị đày tại Sơn La. Trong đó có đồng chí Tô Hiệu. Ngày 1 tháng 12 năm 1939, ở tuổi 27, Tô Hiệu một lần nữa lại bước vào trận chiến mới trong nhà tù Đế Quốc và bị kết án 5 năm tù giam. Nằm trên một quả đồi nơi rừng thiêng nước độc, thực dân Pháp lợi dụng vị trí hoang vu của nhà tù và sự chậm phát triển của các dân tộc ở Sơn La để giam cầm, đầy ải và gây khó khăn cho các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ nơi đây. Trong ngục tù bẩn thỉu, ẩm thấp, mỗi phòng giam chỉ vẻn vẹn 4m², được xây dựng bằng đá hộc và xi măng. Các bệ sĩ ở đây đều là những thùng phân không đậy nắp. Nơi đây, mùa hè nóng như thiêu, còn mùa đông lạnh thấu xương thịt. Bị giam riêng, lại bị hạn chế tiếp xúc, Tô Hiệu như bị chôn trong một nhà mộ. Đây chính là phòng giam chéo hình tam giác, nơi giam giữ đồng chí Tô Hiệu. Nên chúng đã viện cớ rằng đồng chí bị mắc bệnh lao phổi và giam cách ly ở trong phòng giam này với diện tích chưa đầy 4m². Tô Hiệu và những người cộng sản trong nhà tù Sơn La luôn nhận thức được rằng ở tù không phải là chấm dứt cuộc đời hoạt động cách mạng, mà là tiếp tục cuộc đấu tranh đang bị bỏ dở ở bên ngoài. Trong cái bối cảnh như thế thì chúng tôi thấy là khó khăn thì rất nhiều, thách thức thì rất lớn. Thế rồi là cộng thêm với cái chế độ hà khắc của nhà tù Đế Quốc đã rèn luyện lên cái ý chí tinh thần vượt qua mọi khó khăn thử thách của đồng chí Tô Hiệu và những cán bộ cách mạng ở đây. Tuy bệnh lao phổi tàn phá cơ thể, nhưng đồng chí Tô Hiệu vẫn tích cực làm nhiệm vụ của mình với tinh thần lạc quan cách mạng. Biết mình không thể qua khỏi, nhưng đồng chí tranh thủ từng phút, từng giây để viết tài liệu huấn luyện cho những lớp học chính trị phục vụ cho Đảng trong nhà tù Đế Quốc. Mặc dù là sức khỏe yếu, nhưng mà đến Sơn La cái thì đồng chí lập tức tổ chức mấy anh em lại, rồi thì đặt vấn đề là chúng ta phải tổ chức chi bộ đảng thì mới có thể lãnh đạo được nhà tù. Bởi vì nhà tù lúc bấy giờ là 300 người mà rất phức tạp, nếu mà chúng ta có một cái tổ chức lãnh đạo thì mới chấn chỉnh lại được. Thì chính là cái việc tổ chức chi bộ đầu tiên đấy đã gây được một cái tinh thần phấn khởi và tinh thần lạc quan cho những anh em cộng sản. Đầu năm 40, đồng chí lên thì lúc bấy giờ là lập một chi bộ lâm thời. Thì đầu tiên thì còn là đồng chí Sao Đỏ. Nhưng mà đến cái lúc mà đại hội chi bộ để lập một cái chi bộ chính thức thì là tháng 5 năm 40. Thì đồng chí được tất cả anh em cử làm bí thư chi bộ. Với cương vị là bí thư chi bộ, đồng chí đã cùng chi ủy nhà tù chủ trương phải biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Những người tù cách mạng đã được tham gia các lớp học chính trị, văn hóa, đấu tranh phản đối chế độ hà khắc của nhà tù. Ngoài ra, các tù nhân được học ngoại ngữ, quân sự.
tháng 5 năm 1941, Tô Hiệu và chi bộ nhà tù ra tờ báo Suối Reo để phản ánh mọi mặt của tù chính trị, giáo dục tinh thần đấu tranh trong nhà tù. Ngay sau đó, Tô Hiệu và các đồng chí trong nhà tù thành lập Ủy ban Nhà tù, một tổ chức đại diện quyền lợi cho những tù nhân, đấu tranh chống lại nhà tù và nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho họ nhằm đảm bảo sức khỏe cho tù nhân. Tất cả những cái mệnh lệnh của chúng nó muốn gì đó thì phải thông qua Ủy ban Nhà tù đã, chứ không được trực tiếp với tù nhân. Như vậy tức là nói là chính quyền, chứ mình là nắm chính quyền bên trong của mình. Nhưng mình tổ chức ra cái này thì thành ra là chính quyền song song. Đây là chính quyền tự quản của anh em tổ. Cho nên là đã đấu tranh với nó và đòi lại được những cái quyền lợi cần thiết. Đây là một hình thức chính quyền. Chính sau này cái sáng kiến này mà những anh em ra tù rồi về tham gia vào khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thì tất cả đều vận dụng cái tổ chức học tập nhà tù ra ngoài tổ chức chính quyền cách mạng của ta. Trong các năm từ 1933 đến 1935, trung bình mỗi tháng có từ 1 đến 2 tù nhân bị chết vì đánh đập, bệnh tật. Nhưng từ năm 1941 đến năm 1944, chỉ còn 7 người chết, tức là giảm xuống tới 80% con số tử vong. Sự kiện lịch sử này không những đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đấu tranh của tù chính trị, mà còn đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng ở Sơn La. Đồng chí Tô Hiệu và chi bộ nhà tù Sơn La đã tổ chức vượt ngục thành công cho 4 đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Văn Trân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Hiệu và chi ủy, nhà tù Sơn La đã trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng, ươm mầm những hạt giống đỏ, cung cấp cho phong trào cách mạng Việt Nam những chiến sĩ cộng sản xuất sắc. Như các đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Cơ Thạch, Xuân Thủy. Kiến thức được học trong nhà tù và sức mạnh về tinh thần Tô Hiệu đã truyền lửa cho những chiến sĩ cách mạng, góp phần không nhỏ vào việc chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho Đảng và phong trào cách mạng nước ta, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Một trong những nhận thức của tôi về đồng chí Tô Hiệu đó là quá trình hoạt động của đồng chí Tô Hiệu tại Sơn La, tôi cho rằng là một gương điển hình về công tác dân vận của Đảng. Đó là các đồng chí bị đày lên nhà ngục Sơn La không biết tiếng dân tộc thiểu số tại đây. Thế mà các đồng chí đã vận động, cảm hóa các đồng chí ở ngoài nhà tù trở thành cơ sở cách mạng. Đó chính là những biểu hiện, biểu tượng cho đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Và các đồng chí đã để lại kinh nghiệm quý, đó là một tinh thần thương dân, yêu dân và đặc biệt là tin dân. Đặc biệt nữa là dựa vào dân để xây dựng Đảng, củng cố tổ chức và hoạt động cách mạng. Rớt xuống trang thơ tôi, cánh hoa đào phớt đỏ, chiều Sơn La lặng gió, tôi nghe hoa thì thầm. Trang thơ tôi đầm lại giữa nhà tù Sơn La, Tô Hiệu ơi, có phải anh về cùng mùa hoa? Ngày 7 tháng 3 năm 1944, đồng chí Tô Hiệu ra đi trong nhà ngục Sơn La. Khi ấy, đồng chí mới 32 tuổi đời. Tiếc thương một chiến sĩ tiên phong hết lòng với Đảng cho đến khi nhắm mắt vẫn tâm niệm còn sống, còn chiến đấu, còn làm việc cho Đảng, dành trọn tình yêu cho Đảng, cho đất nước mà không nghĩ tới tình cảm cá nhân của riêng mình. Gương hy sinh, tinh thần Tô Hiệu,
do đồng chí Trường Chinh viết khẳng định rằng đồng chí Tô Hiệu xứng đáng là một chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một đứa con trung thành trọn đời phụng sự cho quyền lợi của Tổ quốc. Anh đã trồng bên vách đá hầm giam một cây đào, gieo vào đó một niềm tin son sắt vào sự thắng lợi của Đảng, của cách mạng, của dân tộc Việt Nam. Học tập và noi gương tấm gương sáng ngời của đồng chí Tô Hiệu thì tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi ngày hôm nay nguyện một lòng giữ vững niềm tin, đi theo con đường của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng và xây hoài bão lớn, chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ, tiếp thu các tinh hoa của nhân loại, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng cũng đã đề ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, và giữ vững từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thiêng liêng. Máu đào hy sinh, tinh thần chiến đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của các chiến sĩ cách mạng, trong đó có người cộng sản Tô Hiệu, đã góp phần làm nên những kỳ tích lịch sử của dân tộc, của đất nước. Tất cả những tư tưởng và tinh thần của Tô Hiệu đã truyền lại cho thế hệ ngày hôm nay, không chỉ là những con đường, những tuyến phố mang tên Tô Hiệu hay là những ngôi trường mang tên Tô Hiệu, mà ở đây lớp lớp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh cũng hết sức là tự hào khi mà họ nhắc đến đồng chí Tô Hiệu trong thời đại Hồ Chí Minh. Thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực để thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thành công công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, nhân dân có được cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 78 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí hy sinh, nhưng biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên từ đất chết là lời nhắn nhủ cho hậu thế rằng mùa xuân nhân loại, chủ nghĩa cộng sản sẽ ra hoa kết trái trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Cây đào ấy thể hiện cho khí phách, ý chí hiên ngang của đồng chí Tô Hiệu và các chiến sĩ cộng sản. Nhưng đồng thời, đó cũng chính là biểu tượng cho niềm tin tất thắng của đồng chí Tô Hiệu và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cho nên ấy, các nhạc sĩ và nhân dân Sơn La đều nhớ mãi câu hát: người trồng đào ươm mầm giống cách mạng trên quê hương chúng ta, rừng còn thương, núi còn nhớ, ghi công ơn người. Người trồng đào, người chiến sĩ muôn đời sống mãi với quê hương thân yêu, với mùa đào tỏa sáng khắp trên núi đồi. Ai trồng cây đào trên quê hương ta, khi mùa xuân đến di sản mang tên tinh thần Tô Hiệu là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo cộng sản hết lòng vì dân tộc. Một nhà lãnh đạo tài năng vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tên tuổi của ông sẽ mãi tỏa sáng cho đến mai sau trong thế hệ cách mạng với tên gọi tinh thần Tô Hiệu.